Xin chào mọi người nhé, mình là nhà vườn Cát Tường ạ. Mình xin giới thiệu với mọi người một cái dòng hồng táo rất là mới, đó là cái cây hồng táo Tiger Tooth nhà mình nhé. À, cái cây Tiger Tooth nhà mình là cây nó là cây giống nó cao được 70 đến 80, và đặc biệt là cây đã ra trái như thế này rồi nhé mọi người. Cây rất là khỏe nhé mọi người ạ. Cái cây hồng táo bay Tiger Tooth này thì mình thấy nó phát triển khá là ổn tại Việt Nam ạ. Và nó không kém khí hậu đâu ạ mọi người nhé. Dễ trồng lắm luôn ạ. Cây về trồng cái là các bác nó có thể bật hoa bật lộc luôn nhé. Rất là dễ trồng nhé các bác. Ai mà muốn trồng cái cây hồng táo Tiger Tooth này thì liên hệ cho mình nhé. Giá của mỗi một cây này thì rất là rẻ, chỉ có 400.000 thôi nhé mọi người. Đấy, cây thì khỏe như thế này này, như mọi người đã nhìn thấy, lá rất là xanh, rất là mướt nhé. Bên vườn nhà mình thì có rất nhiều các loại khác. Ngoài cái cây Tiger Tooth này thì bác nào mà muốn trồng và muốn mua được cái giống chuẩn cây khỏe thì liên hệ cho mình để mình tư vấn thêm nhé.